kỳ hoa thị thảo này. Đặc biệt đặc biệt Ừ. rất nhiều mà cũng là được cái tiếng gọi là kỳ hoa thị thảo, nhưng mà tôi chưa có gì để cảm phục, nhưng mà đến vườn này number one. Có những cái mà thật sự với mình là có cái cảm xúc riêng cho những cái sản phẩm, đôi khi được xem và được chiêm ngưỡng cũng đã thấy thích rồi, thấy rằng là mình cũng cần phải tìm. Có nhiều thứ nó còn đang Không thể thấy được ở dân gian đang rồi, ẩn trong, đúng không? bí ẩn quá trong quá nhân nhiều gian quá đúng nhiều. không? Cứ nghĩ là mình cũng hay gặp thế này thế kia, nhưng mà đúng là hôm nay là vườn này là tôi thấy rằng tuyệt vời. Rồi, ok. Đấy, nghe lời cảm nhận rất là chân tình của bạn Quốc Anh. Đấy, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến tham quan, giao lưu cái vườn cây biệt thự tại mặt đường quốc lộ 21 gần ngã tư Đại lộ Thăng Long, rẽ vào hơn một cây số, rất là dễ tìm thôi. Tớ là tôi cũng vào mà. Vâng. Thấy hai cây to nhất. Ui ôi. Vâng. Tớ hỏi cái hai cây này bao nhiêu? Sợ không? Mà anh cứ nói cây to nên phải lấy cái giá nó không tin Ui tưởng ơi. cái đấy. Đồ quá là quý hiếm luôn. Đang là tôi đi khắp nơi để mà nhìn được những cái cây hoa giấy, những cây xanh thông thường thì nó có thể rất là to hơn nữa. Như để tìm được một cái cây hoa mà nó to như thế này thì quả thật lần đầu tiên tôi mới được xem. Quá là đặc biệt. Thật sự là nó quý hiếm. Đối với những cái cây như thế này thì rất ít khi mà chúng ta được nhìn thấy ở trên thị trường ở đâu đó. Những cái bụi đơn rất là to. Wow. Và những cái cây hoa thật sự là hiếm có khó tìm. Lần đầu tôi được khám phá một cái vườn cây như thế này với những cây nguyệt quế đường kính 25-30 phân như thế này. Quả thật là những cái cây hoa như này mà được trồng trong những cái khuôn viên lớn như là biệt thự hay là nhà cổ thì chấm hết, không còn gì để nói luôn. Vì vậy mà tại sao chủ vườn và bác ấy lại đặt cái tên vườn là vườn cây biệt thự, thì bản chất là đã định hướng cho những cái cây trong cái khuôn viên này đó, là vào trong biệt thự dành cho những người để sưu tầm đưa về biệt thự nhà mình. Thì hiện nay chúng ta thấy là các cái biệt thự ở các cái khu đô thị rất là nhiều nhưng mà hầu như là chưa chơi cây mấy đó, vì thế mà bác chủ đã định hướng là dành những cái tác phẩm này dành cho các cái biệt thự ở trong nội đô, đặc biệt là thành phố Hà Nội, thì quá là tuyệt vời. Khi bộ đội vào mà Vâng. thì là người ta mang về nhà. À. Đây là ông giáo mang về nhà, ông chồng ông mang xuống lại bảo lộc. Đây này, cái lên ấy hoa về tí thôi mà này. Hoa đặc biệt không? Hoa Ừ. thơm lắm, thơm thơm. Thì bạn hết hoa đấy, cây okay. Thơm lắm. Nó còn ra nhiều hoa lắm đúng Nhiều quá không? nhiều hoa. Cây này nó có Đang chuẩn bị mấy ra nghìn hoa. hoa. Cây này nhiều nghìn bông hoa. Vặt Cây thoải mái. nhiều thoải mái. Thơm không? Muốn Ừ. cắn không? Hoa dành cho cung Muốn tần mỹ nữ cắn không? Thơm không? Thơm. tắm đúng Nó ngọt thế cái này. không? Ngọt thế. Ông cứ bảo thưa bạn già Ui đấy, đường cây kính cái này to nhỉ. ngày xưa có hai cây tám thôi, cây này thơm Phải nói là thơm thơm thơm. cái hàm tiếu quá là quý, To, nhiều cây. nhiều hoa lắm. Tư đồng. Vâng. Cái dòng này nó lại mau hoa này. Ừ, hoa rất dày.
Nhưng mà đúng là phải nở hết, nở bắt đầu mới có hương. Cái này nó hương nó mới hơi dịu dịu dịu. Hương thương. Vâng. Ngoài các cây đặc biệt ngoài luồng ra còn có cây gọi là hay chơi đây như tùng chứ này là nhiều. Tùng kim cương, kim cương xịn luôn. Những cây này thì đang bắt đầu vào dây cũng thế. Ông Quang đang kêu cái cây tùng kim cương này. Vâng. Và cây này cũng mới vào dây nhỉ, bắt đầu là chỉnh form. Vâng, dáng nó được anh ạ, lại đẹp. Tùng kim cương thì cái chất lá nhìn thích đấy, nhỏ già mà lá này nó dày. Đó, một dàn tùng, những cái tùng đang nuôi phôi chuẩn bị đến cái giai đoạn tạo tác. Sau này có một số những cây to, những cây tùng ở trước mặt này thì rất là to mà được vào dáng rồi, vào form rồi. Cái này đẹp quá, này được cả gốc cả bệ. Vâng. Cây này hai thân này, rất là mềm mại. Hai thân cây này mềm quá này. Gốc to. Và một dãy. Trong này thì chủ yếu lại là tùng. Vâng, chia thành nhiều khu vực, chỗ thì mẫu đơn, chỗ thì toàn mộc. Dãy này thì rất nhiều tùng và trong kia thì thêm nhiều lộc vừng nữa. Đây, những cái gốc này rất là to này nha, gần 20 phân. Thân dẻo cực kỳ luôn. Thân rất dẻo. Mềm mại. Đang bắt đầu vào form một số vị trí. Vâng ạ. Cây này là cái dáng bay bay bàn trà. Rất là hay. Đường kính gốc toàn trên tầm 20 trên 20 phân. Cây này là cây đẹp nhất trong này. Đấy là theo cái quan sát của tôi. Thì là tôi thích cái cây này nhất. Thì nó có một cái dáng thế rất là sang, đúng kiểu dáng tùng, hơi siêu siêu. Và nó một cái tay hồi làm theo kiểu dáng bonsai, rất là đẹp. Vừa già mà lại to, hơn 20 phân. Đó, cái tay cành chia rất nhiều bông tàn. Và bố cục rất đẹp, ấm. Đây là cái vườn mà lần đầu tiên có người vào quay phim. Và rất là vinh dự ngày hôm nay Hoàng Lành Thiệp lại được đến đây và chia sẻ hình ảnh cái vườn cây biệt thự cho quý vị anh em chúng ta cùng chiêm ngưỡng và khám phá. Đối với lại những anh em thương mại hoặc là đặc biệt là dành cho những chủ nhà, chủ vườn có cái không gian sang trọng, để chúng ta có thể biết thêm thông tin về một cái vườn cây có những cái cây rất là quý hiếm và rất là giá trị. Cây tùng hai thân, đường nét thân như những cây giáng long, giống cây xanh giáng long rất là đẹp, cây rất là to và đặc biệt là cây nào cũng rất già. Cây này thì đang bắt đầu vào dây và chuẩn bị vào uốn form tàn. Đó.
Thì hôm nay chia sẻ hình ảnh như vậy để cho quý vị và bạn chúng ta biết cái thông tin và những cái cây trong cái khuôn viên này. Để chúng ta ai có điều kiện thì qua đây tham quan. Đó. Chiêm ngưỡng. Vườn cây của bác chủ thì xưa này thì chưa thấy giao lưu, nhưng cũng có thể ai đó đủ duyên thì vẫn có thể sở hữu được. Cả đều là những cây tùng kim cương, mỗi cây một dáng, một thế, một vẻ đẹp khác nhau. Trong mỗi cái vườn thì đều có những cái giá trị riêng, đặc biệt là mọi người đều có một cái phong cách lựa chọn. Có người thì chọn chơi những cây hoa, người thì chọn chơi những cây ăn trái. Đây là khu vực rất là nhiều những cây lộc vừng. Đó, cây lộc vừng được tạo tác rất là kỹ. Và một điểm chung, cây nào nó cũng rất già. Cây này làm cái bộ tàn, uốn những cái chi, cái cành rất là kỹ. Để mà hoàn thiện được một cái cây có cái độ tinh như thế này thì có lẽ các nghệ nhân chơi cũng dành thời gian rất là lâu mới có thể đạt được. Một cây lộc vừng rất già, có cái rễ quấn trên đá và đang được thẳng nước. Đặc biệt đối với cây này, cái điểm nhấn tôi rất là thích chính là cái tử ở trên lưng và cái đường nét nghệ thuật của cây rất ấn tượng. Đi mỗi nơi thì chúng ta lại được mở mang thêm rất là nhiều những cái kiến thức và những cái thông tin rất là bổ ích. Quay trở lại với một cái cây siêu. Điểm nhấn của cái cây này chính là cái lớp thượng tầng, cái lớp biểu bì ở phía ngoài. Nó già lên đến tận sát đầu cành. Và điểm nhấn mà cái đặc biệt khó quên cái cây này, ai xem thì cũng phải nhìn rất là kỹ, chính là cái điểm gù này của cái đường thân nó chuyển. Nó rất là thiên nhiên mà lại rất mềm mại. Đường chạy của ngọn lên quá là phê. Quá già. Vâng. Già không biết là bao nhiêu tuổi luôn. Cây gần như là không có sự tác động của con người, hoàn toàn là yếu tố thiên tạo. Đặc biệt là cứ ngắm cái lớp vỏ này giống như những da cá sấu xếp nhỉ, là tận đầu cành. Ôi, cái đoạn này nhìn ở từ dưới này nhìn lên đẹp cực kỳ luôn. Sao nó đẹp vậy? Và như kiểu đang ở dưới nước. Đẹp quá. Những cái điểm chuyển của những cái tay này mềm thế không biết.
rất tự nhiên. Đó là một trong những cây rất ấn tượng trong cái vườn của bác chủ. Cây lộc vừng này mà làm được như thế này thì cũng không đơn giản. Cái dáng cây rất đẹp, cực kỳ sang trọng. Cây này thì có cũng hay. Cây này nó có một cái tay đảo xuống cực kỳ là điệu. Rất ấn tượng cái tay này. Một phát nó bẻ vòng lên cho nó gập, đảo xuống, bay đi đẹp quá. Cái thân như chạy nó cũng cực mềm. Vâng. Phần lắc phê nhỉ. Nhìn sướng hết. Vâng. Lắc khó tưởng tượng luôn. Cái này lắc như kiểu là làm cắt giật của cái những cây xanh. Lắc nó văng, quăng. Rất mềm mại mà có cái nét tự nhiên của cây. Okay. Rồi. Mình rất đang làm. Vâng. Nhưng mà cái cốt sung này nó cũng là cái cốt sung rất đẹp. Nhìn dáng nó cực kỳ sang. Rồi cái này còn làm cái kiểu cắt giật thế sao ấy. Cắt giật mà. Đúng làm cắt giật thật ấy. Cái sung này mà làm cắt giật cả cái thân. Phải nói là cái này sang thật, cái đường thân nó cổ chạy đẹp thế. Mới chỉ là phôi thôi nhưng mà đã thấy quá đẹp rồi. Đến đây chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những cây hoa mộc, những cây mẫu đơn, những cây nguyệt quế và còn rất là nhiều những cây tùng. Thật sự là rất ấn tượng. Đó. Bác chủ và sẽ đón tiếp quý vị. Đây là vườn lần đầu tiên tôi đưa lên YouTube cho cộng đồng làng cây chúng ta được biết. Đó. Nên là đáng để cho quý vị anh em đến đây khám phá. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái video tiếp theo.